lớn còn đó kìa, chị lấy size nhỏ thôi. Đây mấy chị màu kem nè, 99k thôi. Dĩ nhiên hả, không có ngố. Ngố 11kg. Hồi nãy em dơ một loạt thì coi hồi nãy rồi đó. Này la kia. Rồi gấu trắng luôn giùm em đi mấy chị. Gấu trắng là 195.000 nè mấy chị ơi, sale cho mấy chị 140 nha. 195.000, 205.000 nha mấy chị. Dưới 20kg là 195, sale 140. Trên 20kg 205, sale 150 giùm em nha. Gấu trắng đùa nha mọi người. Hiện tại em còn các size như sau. 140, 150 thôi mấy chị ơi. 811 gái nè. Sale đồng giá 140 luôn nha. Rồi sale đồng giá 140 luôn nè. 811, 912. Lâu rồi, mấy mạng lâu lâu rồi em sale 25, 28, 27, 30, 29, 32, 33, 36. Gái gấu trắng giùm em 205, sale 140 nha mấy chị. Mấy chị coi like nha, mà mấy mạng lâu lâu rồi em sale rẻ với chị luôn nha. Chai đen nè, trời ơi chai đen sắc nắp nè. Chai hồng chân 17. 17 là men 27. Cho thịt máy 28 hả? Xe kép thì 27, 28 Rồi bé chai sắc nắp Buma đen nha mọi người. Em còn size 30, 33 nè, chị Tô Bình Cẩm Thu còn coi em dạ. 32, 35, 30, 33 với lại 24, 27. Bộ này cho em 205.000, xe 150. 205 em xe 150 nha mấy chị ơi. Bộ mẹ đồ bông đỏ như mặt còn size M không Thu Nguyễn hả? Size M hả? Em không nhớ nữa chứ ơi, chứ cho em chiều cao cân nặng đi em canh size cho bộ đó cho em 190 đùi.